Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Ok, thì hôm nay nữa bạn, mình đang mời hội chị em vào trong đây để gọi là tham gia cùng mình một cái màn mini game về Minecraft mọi người ạ. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Hero cặp đôi đại chiến nha. Vỗ tay nào mọi người, vỗ tay. Hello mọi người, hello. Hello mọi người nha. Thì hôm nay nè các bạn đang thấy là tại sao lý do là sao hôm nay là không có thành viên nam. Là bởi vì Kyron á, thì Kyron đi ngủ rồi, anh Dịch cũng đi ngủ rồi, Siro cũng đi ngủ luôn rồi các bạn ơi. Mấy ông toàn đi ngủ hết, mấy bạn ông con trai trong Hero Team ai cũng lười hết các bạn ạ. Có mỗi mình là chăm chỉ thôi, chăm chỉ quay clip cho các bạn, cho nên các bạn hãy ủng hộ mình nha. Qua bên kênh của mấy ông kia dislike, mấy ông đi, mấy ông lười biếng quá. Trời ơi. Để chơi vậy là hơi ác đúng không? Anh em tốt thì kiểu gì kia vậy? Thôi giỡn ơi, giỡn ha. Thôi giỡn xíu mà mấy bạn qua cày view ủng hộ cho anh em tốt nha. Ok, thì hôm nay nè, như anh em đang thấy thì lý do vì sao hôm nay mình chỉ mời hội che vào trong đây thôi là bởi vì như anh em cũng đã nhớ trong cái tập trước thì mình đã gọi là tặng cho Sammy một cái ghế gaming màu hồng đấy. Thì hội che em bảo rằng là trời ơi, tại sao vậy ta, cái gì mini game gì mà dễ quá vậy rồi còn được tặng nguyên cái ghế PC màu hồng đẹp ơi là đẹp luôn. Cho nên là hội chị em ai cũng muốn được tặng quà hết, cho nên quyết định hôm nay mình sẽ tổ chức cái cuộc thi này để xem coi ai là thành viên nữ tiếp theo của Hero Team sẽ được nhận quà nha các bạn nha. Ở đây có bạn nào muốn được nhận quà không hả? Tôi ở đây hình như là bắc vua đúng không? Tôi là bắc vua pro nhất, tôi chắc chắn là vậy hả? Ok, Camui tự nhận mình là bắt cua bro nhất mọi người ạ. Ok, thì hôm nay là mọi người nha, chúng ta sẽ cùng nhau chơi với nhau một cái màn gọi là mini game bắt cua mọi người ạ. Thì đây mọi người xem nè, đấy. Và cái này không phải là bắt cua bình thường nha, nó có rất là nhiều những cái luật chơi rất là hay luôn. Các bạn thấy cái gì ở đây không? Đây, xin theo bạn, đây là một cái rương. Và trong cái rương này nó có một khối kim cương. Thì tại sao lại có khối kim cương thì các bạn biết không? Thì mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Trên tay của mình nè, các bạn thấy là mình đang cầm một cái khối kim cương nè. Thì người nào mà có khối kim cương trên tay anh em thì người đó sẽ có được một cái quyền hỗ trợ, đó chính là có thể dịch chuyển đến một người nào đó bất kỳ mà người đó muốn. Chẳng hạn nha, là Simmy đang dẫn đầu đi nha, mà Camui là người gọi là ở cuối đi, thì Camui có được khối kim cương, Camui có thể dùng quyền trợ giúp dịch chuyển lên chỗ của Simmy đấy. Và tiếp theo nữa nè các bạn ơi, đó chính là khối redstone màu đỏ nha. Đây thì cái khối màu đỏ này, khối màu đỏ này thì nó còn ghê hơn cái khối kim cương nữa nha các bạn nha. Các bạn biết vì sao không? Là khối màu đỏ này mấy bạn sẽ có quyền được kêu tiêu diệt một người nào đó bất kỳ mà mọi người muốn. Chẳng hạn giờ gì ta, Sammy đang dẫn đầu đi, mà Mimi là Mimi có được khối redstone đi, Mimi kêu là tôi muốn tiêu diệt Sammy, thì ngay lập tức Sammy sẽ phải chơi lại từ đầu mọi người ạ. À, ghê không? À không, không phải chơi từ đầu, nhầm, chơi lại cái màn đó từ đầu lại của cái màn đó thôi nha, tại vì chỗ này sẽ có điểm hồi sinh nha. Ok rồi, thì để xem coi liệu rằng trong bốn bạn nữ chúng ta ai sẽ là người giành được giải thưởng đó nha các bạn nha. Và giải thưởng hôm nay sẽ do bốn bạn nữ quyết định, muốn cái gì Phong tặng cái đó luôn. Chịu không? Thích ghê luôn á. Ok, em thích biệt thự đi mọi người, chúng ta mua biệt thự đi. Mua siêu xe đi em, lái mọi người, chở mọi người đi nó siêu xe siêu xe. Hợp lý hợp lý hợp lý. Thích biệt thự hả? Thích biệt thự thì chắc mình rời Hero Team mình trốn luôn, trốn qua Mỹ sống các bạn ơi. Trời là trời. Ok thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau vào video nào. Let's go. Let's go. Rồi ok bạn ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trò chơi nha mọi người. Và để xem coi bạn nữ nào trong Hero Team sẽ là người giành được phần quà tiếp theo của Phong đây nha. Ok, thì mình đang rất là hồi hộp, không biết người chiến thắng sẽ đòi phần quà là gì đây. Hy vọng không phải là một căn biệt thự hay là chiếc xe hơi nha mọi người. Hay mà bà nào mà chơi lớn gọi là đòi luôn máy bay, chắc mình bán nhà mình không đủ luôn anh em. Ok rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu nha. Thì mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi và sao chưa gì bà Camui bà té ở nhà bà Mimi bà té à trời. Vâng, và chúng ta đang thấy là Simmy đang là người dẫn đầu. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi Simmy để xem như thế nào nha. Thì như anh em thấy là Simmy đang thể hiện những cái luồng Simmy đang thể hiện mà ai về đâu bà té luôn rồi. Ok thì bây giờ tới lượt Camui, chúng ta sẽ theo dõi Camui nha các bạn nha. Thì Camui đang gọi là bắt cua rất là điêu luyện mọi người ơi, nhảy qua từng block vô cùng nhẹ nhàng. Sao mà tôi khen đến ai là người đó té vậy các bạn? Ok bây giờ chúng ta theo dõi Sammy đi. Đừng khen chị. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi Sammy nha các bạn nha. Thì đó, tôi mới vừa theo dõi Sammy là Sammy té rồi. Ok. Đừng có khen, đừng có theo dõi
Ok, thì để xem coi, không biết lần này Sammy có nhận được thêm phần quà đó hay không, hay là phần quà này lần này sẽ thuộc về người khác đây. À, thì từ nãy giờ có ai lượm được người ta khối hỗ trợ chưa nha? Từ nãy giờ Mimi lượm được chưa? Có, cái hộp đỏ. Để mình theo dõi Mimi thử nha các bạn nha. Mimi là đang gọi sao ta, đang dẫn đầu các bạn ơi. Cho mình sẽ theo dõi Mimi nè. Bây giờ mình thử mình khen Mimi cái Mimi có té không nha. Mimi bắt cua giỏi quá. Chỉ cần em theo dõi thôi, không cần em làm gì hết là tự té. Hãy cùng nhau theo dõi coi Kamui sau một thời gian được Siro dạy bắt cua thì Kamui có tiến bộ hay không nha các bạn nha. Thì hiện tại bạn đang thấy là Kamui đang di chuyển vô cùng lắc léo. Đằng sau lưng của Kamui chính là Mimi vẫn đang đuổi theo. À, mình biết chắc bây giờ Kamui đang rất là rung bởi vì mình khen Kamui nãy giờ. Đừng khen em ơi, đừng mà. Tôi có một lời nguyện á mấy ông, là tôi khen ai là người đó bảo đảm sẽ té, bạn hiểu không? Hiện tại là Sammy đang giành ở vị trí thứ hai. Thì bạn đang thấy là Sammy đang giành ở vị trí thứ hai và đã bằng Kamui luôn rồi. Bằng Kamui luôn rồi, bằng Kamui luôn rồi, không còn thứ hai nữa. Rồi lên thứ nhất luôn rồi, lên top 1 luôn rồi. Và Simmy thì vẫn đang ở cuối bạn ơi. No, để mình qua mình coi Simmy coi. Simmy. À đây mình sẽ dùng một block xanh nó chết. Block xanh dịch chuyển đến đây. Rồi. Simmy đã dùng quyền hỗ trợ dịch chuyển đến Sammy các bạn ơi, bởi vì là Simmy có một block kim cương nha. Nhưng mà không sao, Sammy vẫn đang là người dẫn đầu. Liệu rằng là Sammy có nhường lại chức vô địch cho người em của mình hay không đây? Thì chúng ta cùng xem nha. Simmy đang bắt cua đằng sáu bạn ơi, thì mình sẽ theo dõi Simmy thử nha. Thì Simmy vẫn đang rất cố gắng. Oh my god. Okay. Oh my god. Simmy rất là may mắn các bạn ơi. Hai người kia té và Simmy dẫn đầu luôn. Wow, các bạn thấy đó, Simmy đang rất là cố gắng. Để tôi coi mấy người đằng sau thì sao. Sammy từ top 21 thì bây giờ đã qua thành top 3 rồi. Kamui thì đang dẫn top 2. Hãy cùng theo dõi Kamui nha. Đừng theo dõi chị. Em thích xem coi chị làm gì, hiểu không? Ok. Mình một ngày không chơi gặp được cái lóc nào lóc hỗ trợ hết luôn á. Rồi xong, Simmy đã té. Tại vì Sam gọi là chậm tay quá, người ta lấy mất rồi. Ok. Sammy hiện tại bây giờ đã qua top 2 và Simmy từ top 1 chuyển qua top 3 nha mọi người nha. Ok, mình đang nghe buồn. Có thể là mấy bạn đang xem trên video thì mấy bạn sẽ thấy hơi lắc một tí, là do là chúng ta đang dùng chế độ theo dõi cho nên là sẽ hơi lắc một tí nha, mọi người thông cảm. Rồi, xin phai rồi. Vâng, và Simmy và Kamui đang ở sau lưng nhau. À, hình như mình nhớ rằng là hình như là Simmy với lại là Kamui hình như là được Siro dạy cho cách để trở thành pro bắt cua đúng không? Đúng rồi, hai đệ tử của Siro đấy. Để xem coi một trong hai đệ tử này ai sẽ giành được top 1 nha. Mình thì mình nghĩ rằng là sẽ là Kamui nè, mấy bạn nghĩ là ai? Mấy bạn đang xem video bình luận lại nha. Ok. Rồi Simmy té rồi. Simmy té rồi. Sammy giữ mặt Simmy rồi. Mọi người biết gì không? Kamui định dùng cái đỏ để giết Simmy, anh ở đâu Simmy tự chết rồi. Trời ơi, ác quá. Hình như là từ nãy giờ có mỗi mình Sam là chưa kiếm được một cái block hỗ trợ nào hết. Đúng thì rồi. Phải các bạn ạ. Tôi còn hai block đỏ nhá. Rồi ok. Ok. Simmy. Simmy đã phải chơi lại từ đầu các bạn ơi. Simmy chơi lại từ đầu rồi. Vâng, và bạn đang thấy thì Simmy đang gọi là tiến gần đến Kamui. Ủa sao Kamui đứng nghiêm vậy Kamui? Mà mày lắc. Trời ơi, mạng lắc hả trời? Sao lại đang gọi là cố gắng giành cuộc thi, giành được top 1 mà mạng lắc là sao? Dùng một cái đỏ giết Mimi. À, giết Mimi đúng không? Rồi, giết Mimi đi. Rồi bập xong Mimi đi luôn. Rồi xong Mimi đi luôn rồi. Simmy dẫn đầu. Simmy đã dẫn đầu rồi. No. Ok. Chip one. Yes. Ok. Hồi nãy là tôi đoán là Kamui thắng các bạn ơi, nhưng mà lần này tôi thấy có vẻ là hơi có mùi là Simmy sẽ giành chiến thắng rồi nha. Tại vì chỉ còn có hai màn nữa thôi. Simmy chỉ cần vượt qua hai màn nữa thôi là Simmy sẽ giành được top 1 các bạn ơi. Kamui ơi, cố lên. Trời ơi trời, mình lớn tuổi đừng để thua nít chị. Mình liên quan gì mà. Rồi xong, Kamui bị dính vô cái cây gai, Kamui chết rồi bạn ơi. Ok rồi. Mimi giết Kamui kìa. Ủa sao Mimi dùng hỗ trợ giết Kamui? À, Mimi được quyền dùng hỗ trợ hả? Ừ, nhưng mà tại vì Mimi bị không nói được cho nên là em không biết gì hết chị ạ. Không sao, nhưng mà tôi vừa báo là tôi vừa bị Mimi giết cho mọi người. Ok, wow, Mimi đang gây thù trước án với hội chị em mọi người ạ. Và ok, Simmy đang dẫn đầu đúng không? Đúng rồi, Simmy đang dẫn đầu chị đây. Có một cục kim cương, chị sẽ sử dụng nó để TP đến mèo Simmy. Ok, TP đi. Rất vâng. Là... bà té nữa rồi, bà té nữa rồi. Ok, thì Simmy đang dẫn đầu. Hãy cùng coi Simmy sẽ giành được chiến thắng hay không đây. Ủa, cái làm sao mà qua được nhà đấy? Đích đến này ở trước mặt, đích đến này ở trước mặt, đang ở trước mặt. Cố lên. Trời ơi. Ok, gục ngã, cửa thương đường, không sao. Không sao, bà Mimi. Ủa, Mimi ơi, đích đến đây bà chị không vậy? Tôi còn không thấy nữa nè. Vâng. Xin đâu rồi,
xin chúc mừng. Ủa thẳng thôi ơi, nhanh rồi. Xin chúc mừng mèo Simi đã là người giành được chiến thắng trong trận đấu lần này. Xin chúc mừng. Và chúng ta có thể thấy được khuôn mặt hối tiếc của Mimi và Kamui. Cái gì vậy? Quên đỏ, quên bùa đỏ, nhưng mà rất tiếc là Sim thắng từ rồi. Trời ơi, Mimi ơi. Mimi ơi, mặc dù là Mimi đang có quyền gọi là tiêu diệt người khác, nhưng mà do là Simi chiến thắng rồi cho nên là Mimi có dùng cũng không được đâu nha Mimi. Ok, tôi xem coi bà Sammy bà đang ở đâu các bạn ơi. Mình sẽ tê bơi Sammy nè. Coi bà Sammy bên đây. Ở đâu vậy Sam? Đây, đang ở đây nè, cũng sắp tới đúng không? Sắp tới đây không? Đây là đâu? Tôi không biết là bà Sammy, tôi không biết là đến khi nào Sammy mới có thể đến được, gọi là người ta đích đến để giành chiến thắng đây. Tại vì mình biết chắc là Sammy gọi là chơi mấy cái game mà vừa bắt cua mà phải vừa giải câu đố này rất là dở các bạn ơi. Cho nên là bây giờ bà Sam đang suy nghĩ là ok, đúng rồi, đường đó rồi đó. Đúng rồi, rồi. Ôi, thấy Sam rồi, Sammy, thấy Sam rồi mọi người. Rồi sao nữa, đây hả? Rồi xong té rồi, thôi khỏi đi anh em. Rồi ok mọi người ơi, thì như anh em đã thấy thì Simi chứ không thể nào nhầm như vậy được. Ok, Simi đã là người giành được chiến thắng cho nên là Simi sẽ là người được phần quà nha. Thì bây giờ tôi muốn hỏi người chiến thắng là Simi nè, bạn muốn nhận phần quà là gì nha? Mình thì mình cũng là một con người đơn giản thôi, thì mình đang thiếu một cái giày á, không biết là bạn có thể tặng mình cái giày được không nhỉ? Giày á, trời ơi, tưởng gì chứ giày thì Phong không thiếu. Chỉ sợ là Sim yêu cầu là cái đôi giày đó là phải kiểu như là người ta bỏ kim cương, gắn kim cương rồi vét vàng vô hay là gì đó mình mới khó thôi, chứ giày thì mình có nhiều lắm. Bây giờ mình có mấy cái đôi giày mua ngoài chợ có 50.000 nè, Sim lấy không? Mày cứ tin là tao giặt vô trong mã mày không? Trời ơi, phần thưởng mà tôi tự mua đồ gì đó, mua đồ chơi. Phần thưởng mà mua đồ vàng như vậy. Trời đất ơi, phần thưởng mà phải xịn lên chứ. Kim cương có vàng nhất thì có cái phần thưởng gì đó chứ. Phần thưởng hả? Phần thưởng thôi được rồi. Nếu vậy thì mình sẽ tặng cho Simi một đôi Jordan 1 nha mọi người nha. Dạo này mình thấy là Jordan nó đang rất là hot cho nên mình sẽ quyết định tặng cho Simi một đôi Jordan nha. Hãy cùng xem đôi giày của Simi sẽ như thế nào nha mọi người. Tặng quà thôi. Rất là xin lỗi hội chị em còn lại. Chúng ta cùng nhau chờ đợi màn sau nha. Hy vọng màn sau là Mimi hoặc Kamui sẽ là người giành được chiến thắng nha. Còn lần này thì Simi và Sammy đã giành chiến thắng rồi, cho nên là phần quà thuộc về Simi. Buồn quá. Buồn quá. Không có gì phải buồn cả. Ok các bạn ơi, thì đây chính là đôi giày mà mình sẽ tặng cho Simi đây. Thì Simi nói rằng Simi muốn có một đôi giày, cho nên đây, giày của Sim lè. Ok thì các bạn ơi, đây là phần thưởng mình đã chiến thắng gọi là trong cuộc thi bắt cua của Phong Cận nha mọi người đây. Trời ơi nó đẹp quá trời luôn, mình nhìn cái vỏ thôi mình thấy nó rất là sang chảnh luôn mọi người đó. Trời ơi thôi vậy bà, mới có cái hộp thôi bà tả diễn tả hay ghê. Trời, quá à. Đẹp quá nè, đây tụi mình mở đây các bạn xem nha. Jordan nha mọi người. Trời ơi, đây. Đáng bóng chưa kìa mọi người. Đây chính là một đôi Jordan 1 nha mọi người. Thì cái đôi này á, nếu như mọi người gọi là tìm nó ở trên Google á, thì mọi người sẽ biết được giá của nó thôi. Và cái đôi này đây, mình sẽ cho bạn xem này. Cái màu rất là giống Sim luôn. Màu này là màu của Sim luôn á mọi người. Màu xanh nhạt mọi người ạ. Ủa sao giày thơm dữ vậy? Thôi, giày mới nha. Mà còn là giày real nữa, nghĩ sao không thơm. Trời đúng là mùi giày real có khác mọi người ạ. Đấy, ok. Đấy, thì đây chính là phần thưởng xứng đáng dành cho mèo Simi vì đã chiến thắng được cuộc thi mọi người ạ. Đấy, đôi giày rất là đẹp nha. Trời ơi, tôi tiếc quá, tôi tặng cho Sim nhưng mà tôi tiếc quá, hay cho xin hay tôi xin chiếc được không? Không, tự nhiên người ta thắng rồi người ta phải được hai chiếc. Một chiếc là cái gì tôi đeo xong tôi đeo một chân còn chân thì tôi mang dép hả? Sao được? Phải cho hai đôi mới đẹp. Đó. Tiếc quá bạn ơi. Thôi. Nhưng mà thôi, lỡ hứa tặng rồi, không được thất hứa. Hi, ok bạn ơi, thì mình đã tặng đôi giày cho Simi kìa. Các bạn thấy Simi và rất là hí hửng với đôi giày mới luôn bạn ạ. Thì cái đôi giày này mình phải nói là mình mua giá của nó khá là đắt, nhưng mà không sao, dù gì thì Simi cũng là người giành được chiến thắng cho nên là mình sẽ tặng cho Simi luôn. Với lại lâu rồi mình cũng chưa tặng quà cho Simi ấy. À, cái này là tặng quà bởi vì là bạn bè nó tặng quà nha, cho mấy ông đừng có kiểu như là tôi mét anh Kairon hay gì nha. Cái này bạn bè tặng quà nhớ ba. Được, các bạn đừng cắt cảnh này ra xong là đăng TikTok bảo là ôi anh Phong thương chị Sim, Phong chị Sam nha. Đừng nha, tôi biết mấy má chuẩn bị làm trò này để câu view câu like nha, tôi biết rồi nha. Ok. Rồi. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video Hero cặp đôi đại chiến lần sau nha. Và anh em muốn người tiếp theo được tặng quà là ai, nhớ bình luận cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Yêu anh em vãi nồi. Bye bye.